Hình ảnh người phụ nữ với tà áo dài đi trên phố Hà Nội vào thu đã đi vào rất nhiều tác phẩm thơ ca, nhạc họa từ xưa cho tới nay. Và vào sáng ngày hôm nay 16 tháng 10 thì người dân Hà Nội lại bắt gặp hình ảnh thơ mộng lãng mạn đó ngay trong đời thực khi chứng kiến 200 thiếu nữ, nghệ sĩ, người đẹp nổi tiếng khoác trên mình bộ áo dài thướt tha và đạp xe qua các tuyến phố ở thủ đô. 50 xe xích lô chở 50 người mẫu mặc áo dài cùng 200 xe đạp của 200 nữ sinh đã khởi hành từ khu di tích Hoàng Thành Thăng Long và diễu hành qua các tuyến phố như là Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Phan Đình Phùng. Buổi diễu hành bắt đầu từ 9 giờ và kéo dài trong 1 tiếng. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, nghệ sĩ nhân dân Thu Quế, nghệ sĩ ưu tú Trần Nhượng, Hoa hậu Ngọc Hân, những người đẹp đã lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 đã góp mặt vào trong cuộc hành trình này. Vào 17 giờ chiều nay thì chương trình diễu hành áo dài tiếp tục một hành trình tương tự như buổi sáng. Tuy nhiên, thay cho các nghệ sĩ sẽ là những người cao tuổi của Hà Nội diện áo dài ngồi trên xe xích lô để dạo phố cùng với 200 thiếu nữ đạp xe. Rất nhiều người dân của thủ đô và khách du lịch quốc tế đã đổ ra đường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tà áo dài dân tộc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động của Festival Áo Dài 2016. Vâng, hiện nay áo dài chính là quốc phục của Việt Nam. Tuy nhiên thì ít ai biết là thiết kế áo dài từ thời kỳ sơ khai cho đến bây giờ thì có sự biến đổi rất là rõ rệt. Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định là chiếc áo dài sơ khai của phụ nữ Việt ra đời từ thế kỷ 17 và được công nhận là quốc phục dưới triều của chúa Nguyễn Vũ Vương ở thế kỷ 18. Nó được gọi là áo giao lãnh với kiểu dáng giống áo tứ thân nhưng chỉ khác là hai vạt trước buông thả chứ không buộc trước bụng. Vâng, và bước đột phá táo bạo góp phần hình thành kiểu dáng của áo dài ngày nay chính là kiểu áo dài lờ mua do họa sĩ Cát Tường sáng tạo vào năm 1939. Khác với form dáng rộng truyền thống thì áo dài lờ mua ôm sát đường cong cơ thể của người mặc với nhiều chi tiết âu hóa như là tay phồng, cổ khoét hình trái tim, đính nơ. Và chiếc áo dài lai căng này thì bị dư luận thời đó lên án mạnh mẽ cho là không đứng đắn nên chỉ có giới nghệ sĩ phong cách tân thời mới dám mặc. Và đến năm 1943 thì kiểu áo dài này dần bị lãng quên. Vâng, và kiểu áo dài lơ mua thì khá giống với thời nay rồi. Nhưng cách may thời đó thì có một nhược điểm rất lớn, đó là các nếp nhăn thì rất là dễ xuất hiện ở hai bên nách của áo. Mãi đến những năm 1960 thì nhà may Dung ở Đa Cao, Sài Gòn đã đưa một cái cách là giáp tay giắc lăng vào với áo dài. Với cách giáp này thì tay áo được nối từ cổ xếp xuống nách, tà trước nối với tà sau qua hàng nút bấm từ cổ xuống nách và dọc theo một bên hông. Kiểu giáp này vừa giảm thiểu nếp nhăn ở nách, cho phép tà áo được ôm khít theo đường cong người mặc, vừa giúp cho người phụ nữ cử động tay thoải mái, linh hoạt. Và từ đây thì chiếc áo dài Việt Nam đã được định hình. Sau này dù có nhiều biến thể như là áo dài Trần Lệ Xuân, áo dài chiết eo, áo dài mini, áo dài tà ngắn, thì cơ bản là cách may và form dáng của áo dài thì vẫn như xưa.